Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phong khởi Lạc Dương chính thức ấn định ngày khởi chiếu, vừa nhất bác đối đầu Dương Tử tháng 12. Sáng ngày 24 tháng 11, đoàn làm phim Phong khởi Lạc Dương tung poster toàn đội hình chính thức xác nhận khởi chiếu. Với sự góp mặt của bộ ba diễn viên chính Tống Thiến, Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, bộ phim Phong khởi Lạc Dương đã đóng máy từ đầu năm nay và được khán giả háo hức mong chờ. Mới đây nhất, fan đón nhận tin vui khi bộ phim chính thức tung poster đầy đủ đội hình và trailer, chuẩn bị ra mắt vào ngày 1 tháng 12 tới. Phong khởi Lạc Dương được chuyển thể từ tiểu thuyết Lạc Dương của nhà văn nổi tiếng Mạ Bá Dung, có đề tài trinh thám điều tra, lấy bối cảnh dưới thời Võ Tắc Thiên. Tại Lạc Dương, một công trình xây dựng lớn mang tên Thiên Đường sắp được hoàn thành. Để nữ hoàng tế trời đất, một người muốn mật báo lên Võ Tắc Thiên, nhưng giữa đường lại bị truy sát suýt giết. Võ Hoàng tức giận, sai người điều tra rõ chuyện này. Phó soái Cao Bỉnh Chúc, Hoàng Hiên, được giao trọng trách điều tra. Sau này, con trai của Đông Bộ Thượng Thư Bách Lý Diên là Bách Lý Hoàng Nghị với Nhất Bác đang điều tra vụ đầu độc của cha đã hợp tác cùng nội vệ Tư Nguyệt, Tống Thiến thì tiếp cận Cao Bỉnh Chúc với mục đích riêng. Trước đó không lâu, nhà sản xuất Phong khởi Lạc Dương đã cập nhật hình ảnh hậu trường mới nhất của dàn diễn viên chính. Ngay sau khi bộ phim vừa đăng tải, cộng đồng mạng đã lập tức bàn luận sôi nổi khi thấy quá trình tập trung ghi hình đầy thần thái của các diễn viên. Như vậy, phim Phong khởi Lạc Dương sẽ chính thức gia nhập đường đua phim Hoa ngữ cuối năm nay. Vừa qua, bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý của Dương Tử, Tịnh Bách Nhiên cuối cùng cũng đã ra mắt những tập đầu tiên và hứa hẹn sẽ làm khuynh đạo màn ảnh nhỏ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Liệu phim của Dương Tử hay Vương Nhất Bác sẽ thành công trên thị trường CBiz tháng 12? Cùng theo dõi và chờ xem nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.